xin kính chào các anh chị cô chú đây là cái loại củ khúc khắc đã được phơi khô hay còn gọi là thổ phục linh à, đây là một cái vị thuốc mà cũng khá là quen với nhiều người à, đối với những anh chị cô chú mà ví dụ như mình cần bồi bổ cái xương khớp cái gân cốt của mình thì chúng ta có thể sử dụng cái loại này sử dụng thì cũng khá là đơn giản thôi chúng ta có thể hãm nước uống hoặc là có thể tán bột uống cũng được hoặc là tán bột thì nó hơi cầu kỳ hoặc là chúng ta có thể ngâm rượu đối với cái cây khúc khắc này thì cái vị của nó là vị vị ngọt và cái tính của nó là tính bình cho nên là ngâm rượu khá là khá là dễ uống và hai nữa nó, nó khá là thơm và thơm hơn thì đối với những cái loại củ mà nó tươi ấy, thì nó sẽ tất nhiên nó sẽ thơm hơn là khô thì đấy một cái củ khúc khắc khi mà băm ra phơi khô thì nó sẽ như thế này thế thì cái tác dụng của nó thì về cái phong tê thấp giúp về chữa cái bệnh phong tê thấp này chống dị ứng này chống viêm và một vài các cái khác nữa ví dụ như là mụn nhọt lở loét hay là giải độc nó có một cái tác dụng giải độc rất là tốt thì cái Uh, cái 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 củ này này là nó thuộc một cái dạng gọi là thẳng cái cây của nó là thẳng thân leo nghĩa là đây là dạng củ và cái cây của nó là cây cây leo chứ không phải là dòng thân gỗ Đấy. thế thì cái tác dụng uh, thì có rất nhiều cái cách để mà chúng ta có thể bào chế thuốc từ cái cây này nhưng mà để sử dụng đơn giản ấy thì chúng ta có thể đun nước uống hoặc là ngâm rượu thôi thì đây là ví dụ như ở trong mâm này nó là hai cân thì nó được rất là nhiều bởi vì cái này nó khá là nhẹ à, cái số tiền thì nó cũng không phải là nhiều đâu cũng rẻ thôi đó là một cái vị thuốc từ cây từ rừng thì nó một có 120.000 một cân loại khô này và cái loại tươi của nó rơi vào 60.000 một cân đấy thì nói chung là loại tươi nó sẽ rơi khoảng năm đến 60 mươi nghìn một cân đó là loại tươi, Và khô thì là 120 thì ở đây mọi người có thể đây có một vài những cái vị thuốc mà chúng ta có thể là google bởi vì là mình nói ở đây thì nó sẽ rất là nhiều. đây những cái bài thuốc chữa trị rất là nhiều những cái chứng bệnh mà có thể kết hợp với cái cây khúc khắc này hỗ trợ tiểu đường này ổn định đường huyết này. Đấy, rất là nhiều những cái bài thuốc ở đây, 5 6 7 8 9 10, mười mấy bài thuốc ở đây. 19 20, hai mươi mấy bài. trị viêm khớp này, nhưng mà cái này thì cần phải kết hợp với một vài những cái vị khác nữa. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng đơn giản thì chúng ta có thể là đun nước hoặc là uống rượu thôi, ngâm rượu thôi. Thì ngâm rượu nó khá là thơm và dễ uống. Nên là mọi người có nhu cầu về khúc khắc thì có thể là liên hệ mình qua số điện thoại 0947 010585 khúc khắc khô 120.000 đồng một cân và cái phí ship ví dụ như một cân thì nó sẽ là 35.000 và cái phí ship của 2 đến 3 cân thì sẽ là 50.000 ở đây khúc khắc thì chúng ta chỉ cần mua một cân là cũng được nhiều lắm rồi bởi vì nó khá là nhẹ ok mình đổ đầy cái bơm này thì mọi người cũng biết à, giá cả thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả và cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình ở đây à, xin kính chào các anh chị cô chú cảm ơn các anh chị cô chú.